Đối với người Maya hiện đang sinh sống tại nhiều nước châu Mỹ, đây đơn giản chỉ là dịp để ăn mừng bắt đầu một chu kỳ mới, chứ không phải tận thế như nhiều người vẫn tin. Để chào đón thời điểm chuyển giao quan trọng đó, họ sẽ tổ chức bắn pháo hoa, các buổi nhạc hội và những màn trình diễn thú vị khác ở 40 di chỉ khảo cổ của Mexico và châu Mỹ. Tại Honduras đã diễn ra màn đấu bóng đặc biệt giữa tộc người Chati của đất nước này với người Quiriwa của Guatemala ở Copan Ruinas, cách thủ đô Tegucigalpa của Honduras 400 km về phía tây. Theo các nhà sử học, trò đấu bóng này là một nghi lễ cổ xưa, trong đó bên thua cuộc phải hiến thân. Còn tại Mexico, nhiều người dân đã mặc trang phục của người Maya và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng ở công viên Xcaret, bang Quintana Roo. Buổi lễ nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm kết thúc lịch của người Maya vào 21 tháng 12 tới, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương. Những nghi lễ đón mừng kỷ nguyên mới cũng diễn ra tại thành phố ven vịnh Mexico, Merida. Tại đây, các cô dâu chú rể đang tổ chức lễ cưới cuối cùng trước khi lịch Maya kết thúc. Đây là sự kiện quan trọng đối với chúng tôi và tôi muốn tiến hành lễ cưới trước khi lịch Maya kết thúc. Tôi cũng muốn mọi người trên khắp thế giới hiểu những gì mà chúng tôi đang làm. Hiện có khoảng 7 triệu người Maya sinh sống khắp miền Nam Mexico, Guatemala, Honduras, Belize và El Salvador. Riêng tại Mexico, có khoảng 800.000 người sử dụng tiếng Maya như ngôn ngữ chính thức của họ.